Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bá đạo người nha. Xin chào anh em, một game gớm mua điện thoại như mình đây, từ từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước vào video cho anh em xem video, vẹn đầu video anh em xin like và một subscriber ủng hộ channel phát triển nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật tình quả các sự kiện chung chung mới nhất của game gớm mua điện thoại anh em, và cùng nhau đi vui chơi sự kiện ngày mới các bạn. Hôm nay tròn đăng nhập 30 ngày vào game. Bữa này lần cái này lần cấp từ không có lần như bữa trước rồi xả láng. Ok, trước tiên thì thường lệ thôi anh em, làm qua những nhiệm vụ bình thường thì tôi hay làm trước, nhưng mà hôm nay chưa kịp làm trước anh em là vào làm luôn vậy. Rồi, 1 2 3. Ok, đại hải trình, đại hải trình em mới săn gì mới anh em, đánh thôi rồi tuyệt vời luôn. Đậu thần, đậu thần thì có lên tem này vào thử rồi anh em, nhưng mà chả làm gì được, cũng vậy thôi anh em. Và tôi đã vào thử các bạn, vào cái kết thì nó cũng thế thôi anh em, không thay đổi được, không làm được cái gì cay thật sự. Ấy, hôm nay có đột phá mới, có đột phá mới các bạn, có đột phá mới anh em, được của nó các bạn. Chúng ta đang có một bước đột phá mới trong ngày hôm nay. Và đột phá này liệu có tạo lên kỳ tích hay gì không đây? Liệu có tạo lên được kỳ tích hay gì không đây? Cô kêu đến đứng choáng cả tiếng này thôi, không tạo ra được kỳ tích gì gọi ạ. Hơn 800k vàng boss hôm nay là ai đây? Chắc thương phép chịu gấp đôi mono à, sát thương phép chịu gấp đôi. Sát thương phép chịu gấp đôi. Ok các bạn, đánh con nào? Sát thương phép chịu gấp đôi à? Sát thương phép chịu gấp đôi à? Được của nó đấy anh em. Được của nó các bạn. Ok, để tin mày đánh luôn đi. Xong tôi qua anh em xem tiếp. Ok, xong các bạn, được 72k. Cũng được. Đấy chứ nhỉ. Mua belly. Siêu mộ. Cho nên quay nghỉ sáng ra có mấy cái nhiệm vụ thôi, anh em cũng tranh thủ mà làm. Yeah, sáng nay ngon thì được mấy cái FP mới. Hôm nay sự kiện sẽ là anh em đăng nhập 30 ngày này, dành cho bạn nào lười thì chịu anh em, bạn nào nên chăm chỉ là sẽ nhận được một chứa chén và 1k kim cương, khá là ngon. Tiếp theo xem nào. Hôm nay cũng là ngày cuối anh em, các bạn cũng sẽ nhận được 500 kim cương với cả mảnh Pero Pero. Và tôi đang điều đen anh em qua lưng Haki gọi là xem clip sáng biết rồi, đen quá chẳng muốn nói nữa. Này dừng nguyên liệu thưởng x2 à. Rồi, ok, lạp đỉnh cao, lạp đơn, thể thao, lạp đô đốc. À hôm nay là Furitora quay trở lại à, nhìn này biết anh em. Đấy, chắc chắn là Furitora quay trở lại. À, nguyên mốc này là chúng ta được 80 mảnh đấy anh em. Lạp đơn giờ vàng vẫn là crack bịt mom vậy anh em. Còn dây này sẽ vừa lấy mỗi 1k kìa. À trong là chim chí xanh nhỉ. À hôm nay chim chí xanh anh em, tầm bộ hải quân. Ok các bạn xem nào, chí lá. À hôm nay đồ đốc Auchi các bạn, Kuzan đang khá là ngon, anh em cân nhắc về việc làm. Tôi thì thu tạm thời hao mòn thân xác anh em, hết chiến qua qua nó vô biển. Ok các bạn tạm thời thế đã. Rồi tiếp theo đi thám hiểm trời anh em. Ok thám hiểm trời chúng ta đi qua phần fanpage nha, đi phần fanpage luôn anh em. Ok cái fanpage là anh em xem này, chúng ta có gì nào? Sự kiện khai mở đón chào máy mới, ít cốt dùng chôm vô. Thế quả này nhìn chiến dã man tôi lấy anh em, đẹp thế nhờ. Đây chúng ta vẫn chỉ có 3 core thôi anh em, đã 3 phần quà thì tôi điểm qua anh em rồi. Đó là phần quà đầu tiên là khảo sát được tổ chức địa điểm offline. Cái này nhận thư qua Gmail nhé. À hôm nay có code thì tiến trích Gmail xem có code cho anh em. Đây. Cái này đến ra đến hôm 18 hết này anh em, nó chưa nhập thì tranh thủ nhập này anh em này. Một cái anh em, tiếp theo là sự kiện cosplay thì ok rồi các bạn.
phát cứng anh em, để dành phát cứng hôm nay phát quà này. Hôm nay anh em check cửa mai nhé, thì chúng ta click cửa mai xem có cho anh em. Vậy là chúng ta hiện tại còn 2 phần quà rồi anh em. Cái này thì hôm nay có code rồi anh em chỉ cần lấy. Hiện tại chúng ta còn 2 sự kiện tham gia thôi anh em, một là khảo sát, hai là cái sự kiện bên group đây này anh em này. Bên group thì các bạn chịu khó đi tìm ra đây anh em. Đây, vinh danh thuyền trưởng anh em. Đến hết ngày hôm nay là hết ngày để các bạn có thể voucher để nhận code nhá. Anh em chịu thả tim vào comment kèm theo Gmail để nhận code anh em, ngày mai là nhận được code rồi. Đấy, còn 2 sự kiện nhận code anh em. Bây giờ tôi sẽ qua bên đấy check xem có đẹp phạt cứng về chưa anh em. Ok chưa các bạn? Hiện tại chưa về. Thôi thì còn 2 phần quà đây anh em tranh thủ đến lấy nhá anh em nhá. 2 phần quà khá là ngon. Còn 2 phần quà các bạn tranh thủ đến lấy. Ok. Rồi, nhận quà nào. À tôi còn chưa nâng cấp anh em, chưa nâng cấp kỹ năng skin nữa. Sáng nay quá trời thử luôn. Để xem nào. Sanji qua lên chưa? Qua Sanji lên pool chưa? Qua lên rồi anh em, pool rồi, tôi qua cộng pool rồi. Giờ nếu còn là còn correct này. Cái gì? Không đủ nguyên liệu bạn, trời ơi. Ok căng đấy nhờ. Không đủ nguyên liệu luôn anh em. Yo cha. Khó rồi. Ok rồi. Máy tính ra là x2 bên này đúng không? Ừ, đúng rồi anh em, lại x2 bên này. Nếu quét đi quét đồ bên này ngon hơn này. Nếu quét đi đồ này nữa anh em. Đó. 3k kim cương. Tăng cấp kỹ năng, tăng cấp trang bị, tăng cấp thiên trưởng. À rồi ok. Tăng cấp kỹ năng trang bị à. Để xem nào, cho nó chuyên lân không. 63 này. Nhiệt tôi lân hết rồi nhỉ. Được, mình cũng chăm quá lân hết rồi. Không ít thì nhiều anh em. À Sanji này. Nó kỹ năng thì cộng cho crack anh em. Đúng rồi, xem quên. Đây rồi các bạn, crack. Crack các bạn. Bánh quy đặc biệt, hấp thụ sát thương. Đó, rồi ok các bạn. Tiếp theo là lân thuyền. Chuyển thường qua Gold Mirri mới lên bậc 3 đâu nhỉ. Đấy anh em có cái này xong lên được này. Ok các bạn, chơi ngon không thôi thì cứ lưng tạm lên. Ok các bạn, vừa tròn luôn. Kin pool, pool kin. Mới 0.25 thôi. Thế thì úi trời ơi, béo quá luôn các bạn, lưng hơi phí nha. Thôi bây giờ không dồn nữa anh em, bây giờ sẽ tập trung thuyền để nâng các thuyền trên này anh em. Để tới có mảnh cái úp luôn cho nha anh. Để cho nó gọn. Tăng sức mạnh. Thấy chưa? Đảo trên trời. Giờ thì làm thì top anh em. Top 7 nhà trận. Giao lưu bác top 7 phát. Úi giời, crack à. Crack rồi xanh anh em. Càng đấy. Úi giời. Úi giời, Mochi siêu cường. Anh Katakuri đấm nào. Đấm nào. Hay quá, bạn có thuyền này anh em, thuyền của bố già, cái thuyền này khá ngon nhá. Chứ tôi không biết anh em như bên để mình thấy là thuyền này khá là ngon, tụi bảy. Thế nào? Chào hỏi bác tụi ba cái anh em. Đang mà cho up anh Sanji lên thêm các bạn, nhưng mà từ từ để xem nào đã. Giờ dùng ngay Sanji sợ nó bị ứ tài nguyên anh em. Thì tôi hiện tại vẫn đang còn hao lắm, chưa đủ các bạn. Big Mom thì tối nay mới gọi lại được, về được các bạn. Bởi vì tối thì mới đủ tài nguyên để up Big Mom lên anh em. Gọi về up pool được, up pool thì mới cho ra trận được. Thì kiểu gì hôm nay chắc là Hensui sẽ có quả clip đó là biệt đội nhà Big Mom ra trận anh em. Wow, nhận quà. Ôi, tranh thủ sáng ra thăm ngàn vậy. Đấy, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ lên được VIP 10 bằng việc tích lũy hàng ngày chăm đăng nhập như này anh em.
cái điều đấy có thể, bởi vì hiện tại tôi cũng sắp cũng cài được khá khá rồi đó, còn có 4K nữa anh em, 4K nữa cày vẫn được bạn, 4K lên với 10 chắc là cày được. Vô 1 1 4 4 OK, cố gắng cày từ từ nó rộng lên. Ở xem này còn gì nữa không anh em, để cần quét lốt. À, và đổ lên mảnh no. Thêm 5 mảnh no nữa. Xem đủ tổ bút phát nữa anh em. Hôm qua đang nâng dở đấy bạn. Đây. À cũng không đủ các bạn, mới có 5 mảnh thôi. Trong túi thì còn có 40 dương. Nhưng mà Pero như Pero đủ anh em, từ từ. Nãy vừa nhận thêm 10 mảnh Pero Pero đúng không? Đúng rồi. Không được cháu này chơi cháu kia anh em. Sáng nay up phát nữa. Sáng nay đang sắn kim cương anh em, up phát nữa. Sáng là lưng cũng toàn quá. Ừ vậy đi. Trời ơi, hôm qua không lên các bạn, cay dã man. Thôi được rồi anh em, thế này là tạm ổn rồi. Ok, Pero Pero lại lên thêm tí nữa. Tuyệt vời. Clip kết thúc đây nha, hẹn anh em tiếp theo giờ thì bye bye mọi người.